Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video ngày hôm nay của Tuyển Văn Hóa TV. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã ghi tên mình vào tứ kết Euro 2024 bằng chiến thắng khổ sở sau loạt penalty trước Slovenia ở vòng 1/8 kết thúc vào rạng sáng ngày 2 tháng 7. Thủ thành Diego Costa trở thành người hùng của Bồ Đào Nha khi cản phá thành công cả 3 cú sút của cao thủ Slovenia. Trong khi đó, Ronaldo, Bruno Fernandes và Bernardo Silva thực hiện thành công để giúp đội nhà đi tiếp. Mặc dù là người thực hiện thành công lượt sút đầu tiên ở loạt đấu súng để mở ra chiến thắng cho đội nhà, Ronaldo lại để lại những ý kiến trái chiều khác nhau từ các chuyên gia bóng đá. Bởi lẽ cũng chính Ronaldo suýt trở thành tội đồ khi sút hỏng quả phạt đền ở hiệp phụ thứ nhất. Điều này cũng khiến cho anh chưa thể có được bàn thắng nào tại Euro năm nay. Điều đáng nói hơn, Slovenia chỉ đứng thứ 47 trong bảng xếp hạng FIFA và đội bóng này cũng mới chỉ có 2 lần tham dự các vòng chung kết Euro cho lịch sử. Như vậy có nghĩa là so về tầm vóc lẫn lực lượng, Arno Black và cao đội chẳng bằng cái móng chân của Bồ Đào Nha. Vậy nên việc đoàn quân Á Bá Châu thi đấu bế tắc như vậy cũng có một phần trách nhiệm của Ronaldo và đương nhiên nó khiến anh cực kỳ căng thẳng. Màn sút hỏng này khiến cho tiền đạo đội trưởng 39 tuổi khóc nức nở trong thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp phụ và phải nhờ đến sự động viên và an ủi của cao đội để lấy lại tinh thần thi đấu. Sau khi sút thành công trên chấm penalty ở loạt luân lưu sau đó, Ronaldo đã có hành động chắp tay xin lỗi người hâm mộ. Chứng kiến điều này, cựu danh thủ người Đức Dieter Hamann đã bày tỏ sự tức giận, chỉ trích tiền đạo đội trưởng của Bồ Đào Nha và cho rằng đó là những giọt nước mắt đáng xấu hổ. Tôi từng nghĩ rằng Ronaldo hiện tại đã trở thành một cầu thủ vì đồng đội, vì đội bóng hơn trước đây, nhưng anh ấy đã thể hiện bản chất thực sự của mình một lần nữa trong trận đấu với Slovenia. Là đội trưởng của một đội bóng gồm 26 cầu thủ, có 20 nhân viên phục vụ và có khoảng 40.000 hâm mộ cổ vũ ngay tại sân, bạn không nên thể hiện cảm xúc tiêu cực như vậy. Phản ứng đó thật đáng xấu hổ, bạn chỉ nghĩ đến bản thân của mình mà thôi. Tôi cho rằng huấn luyện viên lúc đó nên thay một cầu thủ như vậy ra sân vì anh ta không phù hợp để tiếp tục thi đấu. Tôi công nhận rằng Ronaldo đã thực hiện thành công quả phạt đền đầu tiên trong loạt penalty, nhưng anh ấy không phải là cầu thủ của đội bóng. Tất cả những gì anh ấy làm là nghĩ về bản thân mình. Anh ấy thực hiện thành công và xin lỗi người hâm mộ. Tôi cho rằng anh ấy không cần phải xin lỗi. Thậm chí cựu danh thủ từng khóa Bayern Munich và Liverpool còn tin rằng Bồ Đào Nha sẽ chắc chắn thua trận nếu để Ronaldo thi đấu cho trận gặp đội tuyển Pháp ở tứ kết tới đây. Đồng tình với quan điểm này, một chuyên gia bóng đá Đức khác cũng cho rằng Ronaldo là cầu thủ chỉ thích làm màu và gây sự chú ý. Ronaldo đã khóc từ World Cup đến Saudi Arabia và giờ là Euro. World Cup thì không nói vì đó là danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới và CR7 cũng chưa giành được lần nào. Nhưng một cầu thủ 39 tuổi đã 5 lần giành chức vô địch Champions League, giành được đến 5 quả bóng vàng, 4 chiếc giày vàng, thậm chí đã từng vô địch chính giải đấu Euro này rồi. Thì cớ gì phải tự đặt cả đống áp lực lên bản thân mình như vậy? Tôi tự hỏi Ronaldo khóc vì khát khao cống hiến hay là sự cố chấp của người chưa thể chấp nhận mình đã qua thời kỳ đỉnh cao. Nếu CR7 thật sự nghĩ cho đội tuyển Bồ Đào Nha và nhận ra mình giờ giống như một gánh nặng hơn là một vũ khí sắc bén, thì tại sao anh ta không nhường quyền thực hiện penalty cho một người đồng đội khác, hay thậm chí nhường suất dự Euro cho một cầu thủ khác ngay từ đầu? Phải chăng do truyền thông và fan của Ronaldo đã tung hô quá đà? Nghiêm trọng hơn, trong lúc các bình luận viên đang phân tích về tình huống đá hỏng phạt đền, đài truyền hình BBC bất ngờ nhai lại tên Ronaldo khi dòng chữ Cristiano Ronaldo, có nghĩa là nữ hoàng trượt pen, xuất hiện bên góc trái màn hình. Kênh truyền hình nổi tiếng hàng đầu thế giới đã nhanh chóng nhận hàng loạt những chỉ trích. Sự việc này đã tạo nên sự phẫn nộ rất lớn từ các chuyên gia lẫn người hâm mộ về cách một đơn vị truyền thông cố ý chế giễu mỉa mai một ngôi sao như Ronaldo. Cựu danh thủ người Anh John Terry đã lên tiếng bênh vực CR7. Theo đó, cựu trung vệ của Chelsea cho rằng hành động chế giễu Ronaldo trong trận đấu vừa qua đều là sự xấu hổ và thiếu chuyên nghiệp. John Terry nhận xét tiền đạo 39 tuổi đã thi đấu cống hiến suốt 120 phút, sút thành công quả phạt đền ở loạt luân lưu và góp phần mang về chiến thắng chung cuộc. John Terry cũng cho rằng không dễ dàng để một cầu thủ có thể vực dậy tinh thần để thi đấu tiếp trong thời gian ngắn như vậy. Sự đồng cảm của John Terry dành cho Ronaldo là điều hoàn toàn dễ hiểu khi mà trước đây, cựu trung vệ lừng danh này nổi tiếng với cú trượt chân, sút bóng độc cột dọc trong loạt penalty khiến Chelsea mất chức vô địch Champions League trước chính Manchester United của Ronaldo tại Moscow vào năm 2008. Cũng giống như CR7, John Terry cũng đã rơi nước mắt sau pha bỏ lỡ kỷ điển đó. Ngoài ra, trên các diễn đàn hay mạng xã hội, rất nhiều người hâm mộ đăng tải bài viết bày tỏ sự ủng hộ dành cho Ronaldo cũng như khẳng định siêu sao 39 tuổi xứng đáng nhận sự tôn trọng hơn là chỉ trích. Nhìn một cách công tâm thì CR7 đáng thương hơn là đáng trách. Trái với hình ảnh chơi bóng đồng đội như pha kế tạo cho Bruno Fernandes ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, áp lực ghi bàn khiến Ronaldo thi đấu có phần ích kỷ trước Slovenia. Thủ quân 39 tuổi khiến đồng đội bất ngờ khi giành quyền thực hiện tất cả các tình huống đá phạt ở mọi cự ly, mọi góc độ, kể cả là vị trí không phải sở trường. Dù khát khao là như vậy, nhưng bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với CR7. Chính những gánh nặng tâm lý đó đã khiến cho Cristiano Ronaldo thực hiện hỏng quả phạt đền trước Slovenia ở phút 105. Sau 13 lần liên tiếp thực hiện thành công tại các kỳ Euro. Trong suốt 2 thập kỷ thi đấu đỉnh cao, với không ít lần cho thấy bản lĩnh thép ở nhiều thời khắc quyết định. Lần đầu tiên người ta thấy siêu sao sinh năm 1985 mất tự tin và xuống tinh thần đến thế.
anh bật khóc nức nở ở thời điểm các cổ động viên Borussia cần anh cứng rắn nhất. Thời điểm đó, thời gian trận đấu vẫn còn. Ở khoảnh khắc đó thì nhiều người cảm thấy Ronaldo thực sự đáng trách khi suýt trở thành tội đồ nếu như Borussia phải dừng bước ở Euro 2024. Thế nhưng cũng không ít người dành sự thương cảm với CR7 khi anh vẫn phải gồng gánh hàng tấn công Borussia dù đã 39 tuổi. Trước thềm UEFA Euro 2024, nhiều người đã phản đối việc Roberto Martinez để CR7 đá chính thường xuyên. Làn sóng đó càng trở nên mạnh mẽ hơn khi Ronaldo có màn trình diễn không thực sự ấn tượng ở giai đoạn vòng bảng. Dấu ấn duy nhất của tiền đạo 39 tuổi đó là đường kiến tạo cho Bruno Fernandes ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí The Wall còn miêu tả đó là tình huống Ronaldo đang né tránh nỗi sợ sẽ tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên sau giai đoạn vòng bảng Euro 2024, thật khó để tìm ra cái tên nào đủ kinh nghiệm và bản lĩnh gánh vác trọng trách trên hàng công siêu sao châu Âu hơn là Ronaldo. Minh chứng rõ nét nhất là việc thủ quân 39 tuổi vẫn đảm nhận nhiệm vụ khó khăn khi thực hiện quả lơ lưu đầu tiên cho Borussia, dù ít phút trước đó vừa rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần sau pha đá hỏng phạt đền. Trong quá khứ, ngôi sao sinh năm 1985 thường bị chỉ trích khi thực hiện những cú đá chốt hạ thay vì mở đầu ở loạt lơ lửng. Tuy nhiên, trong một ngày mà đứng trước ngưỡng cửa trở thành tội đồ, Ronaldo vẫn dũng cảm vừa lên trên nỗi sợ của bản thân để làm chỗ dựa tinh thần cho toàn đội. Trên trận phạt đền, Ronaldo lần này đã đánh bại được Oblak. Anh chắp tay xin lỗi các cổ động viên đội nhà ngay trên sân rộng vào thời điểm đó như để chút bỏ gánh nặng tâm lý suốt trận đấu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn sẽ là kỳ Euro cuối cùng của tôi. Suốt 5 năm qua, tôi không đá hỏng quả phạt đền nào. Nhưng ở thời khắc đội tuyển cần nhất, tôi lại không thể ghi bàn và khiến cho toàn thể người hâm mộ thất vọng. Đây là lúc tôi cần nhìn nhận lại bản thân. Trận đấu tới với Pháp dĩ nhiên là sẽ rất khó khăn. Toàn đội sẽ phải cùng nhau chiến đấu hết sức mình. Sau chiến thắng chảy ra chóc vẩy và vô cùng vật vã trước các cầu thủ Slovenia, đây là thời điểm thích hợp để Martinez cần đánh giá lại cách sử dụng Ronaldo một cách hợp lý cho trận gặp Pháp ở tứ kết. Có thể việc vào sân từ băng ghế dự bị cho trận đấu này tại tứ kết sẽ lại là cơ hội để Ronaldo tỏa sáng và cũng giúp anh bớt áp lực hơn. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại câu chuyện ngày hôm nay về Cristiano Ronaldo về đội tuyển Borussia. Quý vị và các bạn thấy sao về phương án để Ronaldo ngồi trên băng ghế dự bị và sau đó thì sẽ vào sân rồi tiếp tục cùng các đội mang lại giá trị cho đội tuyển quốc gia Borussia? Bởi vì thời điểm hiện tại, chiến thắng của tập thể mới là quan trọng nhất. Và nếu như anh vào sân từ băng ghế dự bị và tỏa sáng, thì người ta vẫn phải ghi nhận tài năng và đẳng cấp của anh. Cảm ơn một lần nữa quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Từ Văn Hóa TV, nhớ bấm chuông để trở thành người sớm nhất nhận được những câu chuyện hot nhất liên quan đến Euro 2024 mà chúng tôi gửi đến mỗi ngày.